Và đây là bánh anh của mình. Thì bánh anh nó có hai loại là bánh anh loại dẻo và loại nó hơi cứng á. Thì hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm bánh anh dẻo với cái nhân đậu xanh. Thì với cái nhân đậu xanh này, nếu như các bạn thích, các bạn có thể là cho thêm sầu riêng để tạo thành cái nhân đậu xanh sầu riêng. Bây giờ mình sẽ cùng nhau bắt tay vào làm nha. Rất là đơn giản. Và bánh của mình nó phải in, nó phải có cái độ nét như thế này nè. Thì bánh của mình nó mới đạt nha. Bây giờ mình sẽ cùng nhau làm nha. Tiếp theo bây giờ mình sẽ nấu nước đường trắng. Ở đây mình sử dụng là 700 g đường cát trắng, thì mình sẽ sử dụng là 700 ml nước lọc. Bây giờ mình sẽ pha vào. Vậy là mình được tổng khối lượng là 1.400 g. 1.400 g. Và nhiệm vụ của mình sẽ nấu nước đường làm sao cho cái thể tích của nước đường này chỉ còn 1.200 g, tức là nó đã bị mất đi 200 g đó các bạn. Nhiệm vụ nấu của mình là phải còn 1.200 g cộng với cái khối lượng nồi, cái nồi của mình cân á là được 409 g. Vậy là một hồi mình sẽ nấu đến khi nào mà mình cân cả nồi, cân nguyên cái này á, nó còn 1.609 g là được nha các bạn. Nếu như nó xê xích chút xíu là cũng không sao. Bây giờ mình sẽ bật lửa vừa lên mình nấu. Trong lúc nấu thì mình không cần khuấy nha, mình để tự nhiên cho nó tan. Đây mình để cái mâm lên, cái mình bấm lúc này là nó không liền, nó trừ hao liền. Rồi giờ mình để mình cân nha. 1.604, yêu cầu của mình là 1.609, chênh lệch vài gram cũng không sao đâu các bạn. Bây giờ mình sẽ để cho nó nguội nha. Tiếp theo thì các bạn cần chuẩn bị cho mình là bột bánh dẻo. Bột bánh dẻo hay còn gọi là bột nếp rang, bột nếp chín thì đều là nó. Thì các bạn có thể là tìm mua ở những tiệm tạp hóa nha. Những cái sạp bán bột này kia là người ta đều có bán cả. Thì mùa trung thu này người ta nhập cái bột này về đó, thì mình có thể dễ dàng mình mua được. Ở đây mình sẽ sử dụng là 1 kg bột bánh dẻo. Nhân đậu xanh, nhân đậu xanh này mình cũng đã có clip làm sơn nhân đậu xanh dẻo rồi. Tại cái này mình cho vào ngăn mát của tủ lạnh, mình đem ra nó còn hơi lạnh nên nó sẽ hơi cứng chút xíu, nhưng mà để một hồi nó hết lạnh nó rất là dẻo các bạn. Nước đường thì mình đã để ở ngoài nhiệt độ phòng cho nó bớt lạnh đi. Về phần nhân thì ở đây mình sử dụng là khoảng nửa ký nhân đậu xanh. Những cái khuôn nè, khuôn người ta thường sử dụng là cái loại thua khuôn lò xo này, nó dễ hơn. Nếu như không có khuôn lò xo thì các bạn có thể sử dụng cái khuôn mình chữ nhật á, mình đóng thủ công. Cái này thì nó lẹ hơn, mình chỉ cần ấn xuống cái là cái bánh nó chạy ra. Nó có rất nhiều hình dạng nè. Và cái khuôn này thì các bạn có thể là tìm mua ở những chỗ mà bán đồ mũ nhựa, những cái tiệm lớn thì họ đều có bán, hoặc là mua online nha. Cái khuôn ép này của mình là nó sẽ ép được cái bánh có khối lượng là 150 g. Thông thường thì bánh in á thì người ta sẽ sử dụng là 2 phần bột và 1 phần nhân. Do đó là mình sẽ sử dụng là một trung bình mỗi một cái bánh thì mình sẽ sử dụng là 100 g bột và 50 g nhân. Bây giờ mình sẽ cân mỗi viên nhân đậu xanh là nặng khoảng 50 g. Xê xích 1 g cũng không có sao đâu các bạn. Rồi bây giờ thì mình sẽ làm với nửa ký nhân thì mình sẽ làm ra thành 10 viên nha. Mình vò thành viên tròn là được rồi. Rất là dẻo. Nhưng mình đã vò thành 10 viên xong rồi. Bây giờ mình sẽ làm trước cho các bạn xem là 4 cái bánh thôi. Là mình sẽ cân là 400 g bột nha. Hôm nay trộn bột thì mình sẽ sử dụng cái bộ máy xay của mình á, nó sẽ có cái này là cái này xay thịt, mình sẽ dùng để mình đánh bột. Các bạn có thể là nhồi bằng tay đánh nó cho nó tơi ra cũng được nữa, nhưng mà nó sẽ lâu và không đều, nó sẽ cực hơn. Ở đây mình có cái máy này mình sẽ sử dụng luôn nha. Rồi mình bấm cái nút này là trừ hao trở về không liền. Bây giờ mình sẽ cân 400 g bột.
Mình nghĩ 4 cái nó hơi nhiều, bột nó muốn được 2 phần 3 rồi. Mình nghĩ là mình làm 3 cái thôi, do đó là mình cân 300g bột, dư 1 gram cũng không sao. Bây giờ mình sẽ cân nước đường. Thông thường thì người ta sẽ sử dụng là 1 phần bột và 1 phần nước đường. Nhưng mà cái đó thì đối với cái bột hơi cũ một chút xíu. Còn do mình ở đây mình sử dụng là bột mới á, thì mình sẽ áp dụng cái công thức đó thì nó sẽ làm nhão cái bột mình. Mình ví dụ nếu như bột của các bạn cũ á, thì cứ 10g bột thì các bạn sử dụng cho mình là 10g nước đường. Còn ở đây mình bột mới thì 10g bột thì mình sử dụng khoảng 8-9g nước thôi nha các bạn, gam nước đường á. Hoặc là mình có thể là điều chỉnh theo sở thích của mình nữa. Nếu như mình thích cái bánh mềm thì mình sẽ cho áp dụng cái công thức là một bột và một phần nước đường. Còn nếu như thích cái bánh cứng hơn thì có thể là bớt lại cái lượng nước đường cho mình nha. Vậy là với 300g bột thì mình sử dụng khoảng 270g nước đường thôi. Mà hồi mình có thể nếu như mà nó hơi khô thì mình sẽ điều chỉnh lại nha. Hút 1g cũng không sao đâu. Rồi bắt đầu mình sẽ trộn bột. Mình cho nước đường trước một ít đi các bạn. Đừng cho nhiều quá nha, cho từ từ thôi. Rồi mình sẽ bật máy lên. Rồi mình cho tiếp từ từ nha. Nó hơi bay bụi. Lúc này nó hết bay bụi ra thì mình sẽ cho vào ngay chỗ này. Mình cho từ từ vào thôi. Mình đã cho hết cái phần nước đường luôn rồi đó các bạn. Bây giờ mình sẽ kiểm tra bột nha. Bột của mình nó tơi tơi như thế này là được nha. Khi mà mình nắm lại nó dính tay như thế này nè. Nó dính thành khối dẻo như thế này nè. Đó là mình đóng bánh nó mới ngon nha. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu đóng bánh. Rồi giờ mình sẽ gáp cái khuôn ép vào nha. Rất là đơn giản. Cho nó ngay khớp như thế này. Rồi mình đẩy nó vào ngay chỗ này, mình siết nó lại là được nha. Rồi giờ mình sẽ cân bột. Thì các bạn đừng có trộn bột nhiều quá. Trộn nhiều quá mình làm không xuể, nó sẽ bị khô bột. Bây giờ mình sẽ cân trước 50g nha. 51 cũng không sao đâu các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cho bột vào cái này nha. Sau khi mình cho xong rồi mình sẽ ấn nó xuống. Ấn cho nó đều. Rồi giờ bắt đầu mình sẽ cho nhân vào. Giờ mình cũng sẽ trải đều nhân nó ra như vậy nha. Cho nó đều ra. Rồi mình ở đây mình cũng đã cân thêm 50g bột nữa. Thì mình sẽ cho nó vào nha. Mình cũng sẽ ấn nó lại. Rồi sau khi mình ấn đều rồi, giờ mình sẽ ép nó xuống như thế này. Thì mình nghĩ là các bạn nên trộn bột cho mình khoảng 2 cái thôi. 3 cái nó bột nó hơi nhiều mà mình làm không kịp. Mình ấn nó xuống mạnh nha. Do người ta làm quy mô công nghiệp á, nên cái bánh họ ép nó sẽ cứng hơn. Rồi. Tương tự như các bạn làm cho mình những cái còn lại nha. Sau nãy giờ mình làm mình mới rút được kinh nghiệm các bạn. Mình trộn bột còn hơi bị nhão á. Thì với cái khối lượng là mình nói các bạn chuẩn bị là 1 ký bột bánh dẻo, nhưng mà sử dụng không có hết đâu các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cân là 50g bột bánh dẻo cho một cái bánh nha. 50g. Để mình bỏ cái lưỡi dao và mình trừ hao luôn. Tại vì làm nhiều từ từ mới rút kinh nghiệm đâu các bạn. 50g nha. Mình đã cân xong, mình cân hút 2g cũng không có sao đâu các bạn, mình trừ hao.
Rồi bây giờ mình sẽ cân cái nước đường nha. Lượng nước đường nó sẽ không có bằng cái lượng bột đâu các bạn. Mình nghĩ với 50 gram bột này các bạn sử dụng cho mình khoảng 42-43 gram nước đường là được rồi. Mình chọn bột khô cái bánh của mình nó mới nét các bạn. Hơi hút khoảng 43 thôi. Rồi. Các bạn coi nè, mình chọn cái bột khô nên cái bánh nó rất là nét nè. Còn mấy cái bánh trước đó, mình chọn cái bột hơi nhão á. Nè các bạn nhìn coi, cái bánh nó rất là xấu. Do đó mình phải chọn bột khô nha. Mình phải chọn bột khô thì cái bánh nó mới đẹp được. Bây giờ mình sẽ cho nước đường vào nha. Mình sẽ trộn cho các bạn xem một cái thôi. Với một cái bánh thì sử dụng 50g bột như mình nói nha. Mình cho trước một ít thôi, đừng cho nhiều quá. Rồi mình đánh sơ nó như vậy là được. Và bây giờ mình sẽ tiếp tục cho cái lượng nước đường vào nha. Bột nó sẽ khô và tơi như thế này nè các bạn, chứ không có mềm như nãy mình đâu. Đó nó phải tơi như thế này nè, tơi mà tơi dẻo nha. Đó rồi mình đóng bánh. Mình đã cân 50g bột, hút 1g cũng không sao. Rồi bây giờ mình sẽ cho cái bột này vào cái khuôn này nha. Bột nó nhuyễn như vậy thì cái bánh của mình nó mới nét được. Sau khi cho hết rồi thì mình sẽ bắt đầu mình nhấn. Cái bột này lúc này nó mịn á, mình ấn xuống mạnh mạnh cho nó bắt cái nét của cái bánh. Ấn cho nó đều nha. Rồi bây giờ mình sẽ cho nhân vào sau khi mình ấn chặt nha. Mình cho nhân và mình chảy đều nó ra. Đôi khi mình làm mấy cái đầu là phải ưa bị thất bại lắm các bạn. Mấy cái sau thì mình sẽ rút kinh nghiệm là mình trộn bột nó khô lại nha. Bánh nó mới nét, nó mới đẹp. Rồi mình cho cái phần bột còn lại vào. Nó hơi văng tùm lum các bạn thông cảm nha. Mình ấn cho nó chặt chặt. Rồi bây giờ mình sẽ ấn nó xuống, ấn mạnh nó xuống nha. Rồi mình lấy bánh ra. Đó các bạn nhìn thấy không? Khi mà cái bột của mình nó vừa đủ đạt á thì cái bánh của mình nó sẽ nét, nó đẹp như thế này nè. Và đây là thành phẩm của mình nè. Mình làm được 7 cái đẹp, còn 3 cái kia xấu quá nên mình không có dám đem ra cho các bạn xem. Thì các bạn nhìn thấy nè, nếu như mà cái bột mình mà trộn đạt á thì cái bánh nó sẽ nét như thế này nè. Và mình sẽ lấy cho các bạn xem cái xấu của mình nha. Đừng có hết hồn nha. Đó, các bạn nhìn thấy đi. Đó, mình khi mà mình trộn bột nhão thì cái bánh của mình nó sẽ như thế này. Đó, và khi mà mình trộn bột đạt thì cái bánh nó sẽ đạt cái độ nét như thế này nè. Cái này là đẹp nhất nè. Cái này xấu quá thôi, mình cất vào đi. Mình cho các bạn xem mấy cái đẹp này nè. Đó, thì trộn bột thì các bạn sẽ trộn phải thất bại 2-3 lần thì mình mới rút được kinh nghiệm cho những cái về sau. Mình cân cho đúng cái số lượng nước đường và cái số lượng bột đó, thì nó sẽ đảm bảo nó đẹp hơn. Nó là cái này rất là đẹp luôn các bạn. Nè, cái bột của mình phải như thế này các bạn, để ý kỹ nha. Các bạn nhìn thấy khô như vậy nè, mình đã cho nước đường rồi đó. Bột của mình phải như thế này á, vừa khô nhưng mà không được quá ẩm. Đó, nó phải như thế này, nó tơi ra như thế này nè. Cái lúc ban đầu mà mình trộn thì các bạn có thể thấy nó dính cục cục đó, là cái bánh nó ra xấu. Phải tơi như thế này nó mới đẹp bánh. Và nó cũng ăn thua mình ép bánh nữa. Nếu như mình ép chặt á, thì cái bánh của mình nó sẽ nét và nó đẹp hơn nữa, nó cứng cáp hơn. Còn nếu như mà mình ép lỏng lỏng là cái bánh của mình nó sẽ bị bể ra nữa đó nha các bạn. Các bạn gắng để ý cái phần bột nha. Nếu như phần bột mình làm được là Trung thu này mình không cần mua bánh luôn á, mình ở nhà mình làm mình ăn luôn. Bánh mình đã cắt ra rồi nè. Cái bánh này ép nó cũng không được khéo.
Cái này là ngon nhất các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ ăn thử nha. Và cái nhân của mình nó sẽ không có quá ngọt, nó rất là vừa ăn. Cái bột thì dẻo dẻo. Nếu như bạn nào thích hương bưởi thì có thể là cho một giọt hương bưởi vào mỗi một cái bánh vào lúc mình trộn bột đó nha. Mình chúc các bạn sẽ làm thành công với món bánh này nha. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại. Nếu thích video các bạn nhớ like và đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ kênh. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc các bạn thành công.